chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống Samsung Galaxy J7 Fold. Galaxy J7 Fold sở hữu thiết kế nguyên khối cùng cảm biến vân tay sẽ là tân binh mới của Samsung trong phân khúc smartphone tầm trung. Màn hình hiển thị nét hơn với màn hình lớn 5,5 inch cùng với độ phân giải Full HD sẽ mang đến cho bạn những khung ảnh với độ nét lớn và tốt hơn, giúp cho bạn khỏi mỏi mắt khi đọc chữ hay giải trí trên máy. Cảm biến vân tay nhạy. J7 Fold sẽ là smartphone đầu tiên thuộc dòng G sở hữu cảm biến vân tay đến từ Samsung. Bạn sẽ có thể mở khóa nhanh chóng cũng như yên tâm hơn về dữ liệu cá nhân trên thiết bị của bạn. Camera với khẩu độ lớn của camera chính Galaxy J7 Prime có độ phân giải 13 MP, hỗ trợ quay phim độ phân giải Full HD 1080. Camera trước của máy cũng có độ phân giải 8 MP cùng tính năng làm đẹp, giúp cho bạn có những bức ảnh selfie ảo diệu. Bộ đôi camera J7 Prime đều sở hữu khẩu độ f1.9, giúp những bức ảnh thiếu sáng có chất lượng rất tốt. Samsung Galaxy J7 Prime sở hữu chip 8 nhân có sức mạnh rất tốt, cung cấp sức mạnh cho J7 Prime là 8 nhân xung nhịp 1.6GHz. Bộ nhớ RAM 3GB giúp cho bạn thoải mái sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, không xảy ra hiện tượng giật hay lắc. J7 Prime có bộ nhớ trong là 32GB, hỗ trợ khe cắm bộ nhớ tối đa lên 256GB, kết nối mạng tốc độ 4G LTE. Ngoài ra, J7 Prime cũng sở hữu những viên pin có dung lượng là 3000A, cho bạn thời gian sử dụng khá thoải mái trong một ngày. Thiết kế sang trọng, máy mang trong mình vẻ ngoài thanh mảnh với các góc cạnh được bo tròn mềm mại, cho các bạn cảm giác cầm nắm khá thoải mái. Mặt trước của J7 Prime được thiết kế đối xứng với các phần dưới cùng phần viền màn hình khá mỏng, đem lại sự sang trọng thời trang cho thiết bị. Mặt lưng hoàn toàn từ kim loại khối, được chia thành 3 phần với 2 phần trên dưới là nơi đặt anten thu sóng, giúp thiết bị sử dụng Wi-Fi hay 3G ổn định hơn. Với nhiều tính năng cao cấp cùng với thiết bị sang trọng thì J7 Prime hy vọng sẽ tạo nên cơn sốt cho người dùng smartphone, tương tự với những gì mà Apple S1S đã làm được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh của mình để nhận được chia sẻ những bài tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.